Tiếp theo bài này chúng ta sẽ tạo cái đối tượng cuối cùng là construction. Thì để trước khi tạo cái đối tượng construction thì mình sẽ tạo một cái folder mới đi. Bởi vì các bạn để ý là các cái thường khi chúng ta làm ứng dụng thì các cái API chúng ta sẽ nên để vào một cái folder riêng. Mình sẽ để tạo một folder constant. Trong này mình tạo một cái file mới tên là API.js. Trong này thì mình sẽ khai báo bốn cái constant URL để mình request lên. Đấy cả key mình khai báo luôn trong này nhé. Tí nữa mình vào cả YouTube để sau này khi mình ấn nút play nó sẽ push sang YouTube website. Thì khi chúng ta request chúng ta chỉ cần gọi các cái constant này thôi. Nó ghép vào nhau là được. Ok, mình sẽ tạo một cái component mới, new file mình đặt tên là construction.js. Ở đây mình cũng cần import các cái thành phần cơ bản. Mình sang đây mình cũng copy luôn cho nhanh. Ok, để tạm như này đã. Constant như mọi khi construction. Với cả section này mình cũng passing cái prompt vào các cái component nhé. Theo về phần passing component thì ở đài trước mình đã nói rồi, bài này mình không nói lại. Ok, ở đây mình có cái view. Ở đây mình thì cũng giống như ở bên thằng component card thôi, mình cũng hiển thị các cái children của thằng prompt lên. Prompt children. Ok. Ở view này thì mình sẽ cần style tí, nhưng mà trước khi style mình sẽ export ra trước. Export default card section. Style nó không sử dụng nên xóa đi này. Đây. Thì ở đây mình cần cái style đúng không? Constant. Mình khai báo styles. Trong này mình khai báo một cái tính container style đi. Trong này mình để các cái thuộc tính như sau. Mình sẽ copy lại cho nhanh. Padding để 5. Cái 5. Các cái thuộc tính này các bạn nên test thay đổi các giá trị nó để hiểu rõ hơn nhé. Padding cũng là cái nó căn ra cái nội dung và cái viền nó. Ok. Cái các bạn cần ý ở đây đó chính là cái flex này. Flex direction, cái thuộc flex nhé. Flex là cái chuyên để chúng ta layout về các cái position. Thì ở đây row nghĩa là sao? Mình sẽ có cái ảnh để mình họa cho các bạn. Mình sẽ vẽ một cái ảnh ở đây. Giả dụ đây là cái màn hình chúng ta. Khi mà chúng ta để row, chúng ta có ba đối tượng. Thì nó ba đối tượng này nó sẽ tự động được di chuyển đến này. Nó sẽ căn theo chiều row này. Còn nếu mặc định nó sẽ để call là như này. Rồi, ba đối tượng sẽ được sắp hàng theo call. Còn row thì nó sẽ ép về thành row như này. Ok. Mình sẽ save lại. Mình quay trở lại movie detail để mình thay đổi lại. Ở trong cái card này thì mình import thêm cái các section đúng không? Ở đây đây mình cũng cho cái card section vào. Này xuống sau này nhìn cho đẹp. Mình xóa bớt những cái thằng này đi. Save lại mình refresh lại. Ok, nhà thành công rồi này.